Không chỉ nổi tiếng với chuối tiêu Hồng, những năm gần đây xã Tứ Dân huyện Khoái Châu còn được nhiều người biết đến là vùng có diện tích trồng đào lớn nhất của huyện. Nằm ven sông Hồng, đất phù sa màu mỡ đặc trưng ở đây phù hợp với sinh trưởng và phát triển của loại cây này. Xuân năm nay, hàng vạn gốc cành đào đang ôm nụ, sẵn sàng tỏa hương xuân đi khắp mọi miền. Trong cái lạnh của mùa đông, những bông đào bích đang nở, sắc hoa đỏ thắm lẫn trong những chiếc lá xanh, một không gian rực rỡ sắc màu. Đắm mình vào không khí nhộn nhịp tại vườn đào rộng 3 mẫu của gia đình anh Hoàng Văn Thành, mỗi người đều cảm nhận được hơi thở mùa xuân. 100% diện tích đào của gia đình phát triển tốt, gốc cây to khỏe, dáng thế đẹp, nhiều nụ hoa, bảo đảm nở đúng những ngày Tết đến xuân về nên được khách hàng rất ưa chuộng. Năm nay gia đình anh cung cấp ra thị trường 1.000 cây đào và 1.000 cành đào để phục vụ thị trường Tết. Trồng đào mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Chúng tôi thì làm cái đào được là mấy năm nay, về cái phát triển của đào là cũng học hỏi từ khắp nơi, học tất cả về làm sao là cái cây để tạo cho cái dáng, cái thế để cho là vào cái khuôn để cho đẹp, khách về để là mua bán thì cũng là tấp nập. Năm nào Tết đến thì tôi cũng ra Hưng Yên này mua đào. Đào ở đây thì tất cả về cả thế dáng và hoa nụ là rất đẹp, cho nên là khách rất ưng ý, về bán cũng rất tốt. Toàn xã hiện có khoảng 100 hộ trồng đào với diện tích trên 60 mẫu, tập trung chủ yếu ở thôn Mạn Xuyên, 5 mẫu toàn thắng. Người dân xã Tứ Dân chủ yếu trồng giống đào bích, dáng cây thanh thoát, cánh hoa dày bông to, sắc thắm đẹp và chơi được lâu, do đó được khách hàng ưa chuộng, đặt mua từ sớm. Năm nay, giá bán đào cao hơn năm trước từ 20 đến 30%, dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một cây. Những cây cổ thụ lâu năm, dáng đẹp, thế uốn lượn, độc lạ, giá từ 3 đến 10 triệu đồng một cây. Thị trường nó được mở rộng ra ấy, thì từ trong miền Trung, các cái tỉnh lân cận như Hà Nam, rồi Ninh Bình, Nam Định về đây mua rất là nhiều. Hàng làm ra còn thậm chí bán chốt vườn cháy từ tháng 11 đã hết rồi. Được mua được giá như thế này, gia đình cũng rất là phấn khởi. Những năm xưa thì ở đồng đất Tứ Dân thì đa phần là cây củ bột và chuyển đổi sang cây chuối. Thì riêng mà từ khi mà làm đào ra thì bà con rất là phấn khởi bởi vì là cho thu nhập cũng tương đối ổn định. Bình quân mỗi một sào trừ chi phí rồi được khoảng tầm 30 đến 35 triệu. Qua bàn tay khéo léo của người dân xã Tứ Dân, cây đào mang mùa xuân đến với mọi người, góp phần tô thắm sắc xuân quê hương.